Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tối của chúng tôi. Bản tin tối được cập nhật đến 18 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Một chiến sĩ trong vụ tấn công ở Đắk Lắk được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Một số học sinh nhận tin nhắn lừa đảo trúng tuyển vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ba người cùng một gia đình tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà ở Bắc Giang. Kịch bản xấu nhất về tàu lặn ngắm sát Titanic mất tích ở Đại Tây Dương. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 18 giờ hôm nay. Báo tin tức ghi nhận, sáng nay 22 tháng 6, chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Kwon-hee cùng đoàn đại biểu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Yoon Suk-yeol tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5 2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2022. Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của chính phủ Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Yoon Suk-yeol đối với mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi biết điểm thi vào lớp 10, hôm qua ngày 21 tháng 6, một số học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển vào lớp 10 và đề nghị đến trường nộp hồ sơ. Là ngôi trường được đề cập trong tin nhắn, trường Trung học phổ thông Tân Bình, quận Tân Bình cho biết, dự kiến ngày 10 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập. Khi có điểm chuẩn, trường Tân Bình mới có thông báo chính thức về việc nộp hồ sơ nhập học đối với học sinh trúng tuyển. Vì vậy, những tin này là tin nhắn giả mạo. Nhà trường đề nghị phụ huynh học sinh theo dõi website nhà trường để kịp thời cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất. Liên quan đến vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định đây là tin nhắn giả mạo và đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh. Theo thông tin từ báo Người Lao động, hôm nay 22 tháng 6, một lãnh đạo bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã thông tin về sức khỏe của hai cán bộ công an bị thương trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk hôm 11 tháng 6. Theo đó, Đại úy Lê Kiên Cường, cán bộ công an xã Ea Ca Tu, huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, sau quá trình phẫu thuật điều trị, sức khỏe đã ổn, đi lại tốt. Bệnh viện dự kiến cho Đại úy Cường xuất viện vào ngày mai 23 tháng 6. Còn Thượng úy Đàm Đình Bóp đã qua cơn nguy kịch. Tình hình sức khỏe dần ổn định, ăn uống được. Sau hơn một tuần điều trị, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã quyết định chuyển Thượng úy Bóp xuống hội chẩn Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chữa trị. Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 5 y bác sĩ đến Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chữa trị hai cán bộ bị thương nặng nói trên. VTC News đưa tin, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng nay 22 tháng 6, tại gia đình ông Tống Văn L, tên viết tắt, sinh năm 1965 ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã xảy ra một vụ cháy lớn. Phòng Cảnh sát, Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng cử 30 cán bộ chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát vào lúc nửa đêm, nơi xảy ra cháy là nhà cửa kiên cố, đóng kín, nên việc chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ cháy khiến ông L, chị Tống Thị Tê, tên viết tắt, sinh năm 1988, con gái ông L và cháu Nguyễn Quỳnh Trờ, tên viết tắt 3 tuổi, con gái chị Tê tử vong. Công an huyện Việt Yên và các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. VTC News ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp, quán karaoke đang gặp khó vì những tiêu chuẩn, quy định mới khắt khe về phòng cháy chữa cháy của Nghị định 136. Trước thực trạng này, đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội nhận định, hiện nay quy định về phòng cháy chữa cháy đang yêu cầu những quy chuẩn, tiêu chuẩn rất cao, nhiều khi là không thực hiện được và việc này đã ảnh hưởng đến hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp và tác động đến nền kinh tế cả nước. Ông Hòa kiến nghị cơ quan công an cần tham mưu cho chính phủ xem lại quy chuẩn phòng cháy chữa cháy đã phù hợp với thực tiễn chưa, đồng thời cần trao đổi, tiếp xúc để nắm ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp và đánh giá chính xác tác động để đề ra những quy chuẩn mới phù hợp hơn. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ báo Dân Trí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau vừa giao cơ quan chức năng xác minh vụ ao nuôi tôm của người dân nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu. Thông tin ban đầu cho biết, tối ngày 11 tháng 6, ông Lê Văn Hiếu, 40 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, đi kiểm tra ao nuôi tôm thẻ chân trắng gần nhà thì phát hiện tôm trong ao có dấu hiệu chết.
Ở góc ao tôm có một bọc ni lông màu trắng, bên trong có nước và cặn bã màu xám đen có mùi thuốc trừ sâu. Thấy tôm trong ao nuôi gần như chết hết nên gia đình ông Hiếu vội kéo lên để bán. Thời điểm đó, tôm của ông Hiếu nuôi được 53 ngày, ước tính thiệt hại khoảng 90 triệu đồng. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ trộm cắp tài sản do đối tượng chưa rõ lai lịch thực hiện hồi đầu năm 2023. Theo trình báo, ngày 7 tháng 12, 2022, tài xế Nguyễn Tấn Hưng, 31 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, của công ty Vạn Xuân, vận chuyển đơn hàng chứa 3.335 đôi giày hiệu Dr. Martens trị giá hơn 2,1 tỷ đồng đến cảng Cát Lái chờ xuất lên tàu sang Hàn Quốc. Đến ngày 30 tháng 12, 2022, phía công ty Hàn Quốc phản hồi lại lô hàng giày đã bị mất tổng cộng 2.417 đôi giày, thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Tài xế Hưng sau khi điều khiển xe chở lô giày nói trên đã xin nghỉ việc, hiện không rõ đi đâu. Bộ hồ sơ người này sử dụng để xin việc cũng được xác định là hồ sơ giả. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 đã triệt phá đường dây chuyên trộm cắp hàng hóa trong các container. Cầm đầu đường dây này cũng sử dụng bộ hồ sơ giả mang tên Nguyễn Tấn Hưng, 31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, trạm cảnh sát giao thông Lưu Kiếm, Phòng Cảnh sát Giao thông Hải Phòng vừa bàn giao cho Công an huyện Thủy Nguyên làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Nguyễn Văn Kiêu, Phan Văn Khoản. Trước đó, vào tối ngày 20 tháng 6, trên quốc lộ 10, đoạn qua ngã ba Đông Sơn thuộc địa phận xã Kiên Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Cảnh sát Giao thông trạm Lưu Kiếm yêu cầu hai người đàn ông di chuyển trên xe máy không đội mũ bảo hiểm dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, điều khiển xe máy lao thẳng vào cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Một lúc sau, hai đối tượng quay lại, cầm gậy gỗ tấn công nhưng bị lực lượng chức năng khống chế và truy bắt thành công. Cảnh sát giao thông thu giữ trong người đối tượng một gói ni lông chứa tinh thể, nghi là ma túy tổng hợp. Theo thông tin từ báo Dân Trí, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Hoàng Thị Minh Hồng về tội trốn thuế. Bà Hoàng Thị Minh Hồng là một nhà hoạt động môi trường được nhiều người biết đến vì là người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Nam Cực vào năm 1997. Cơ quan công an xác định bà Hoàng Thị Minh Hồng có hành vi trốn thuế hơn 5,2 tỷ đồng. Tại trụ sở công an, bà Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ và ra quyết định khởi tố bị can Hồ Văn Tư, 27 tuổi, ngụ khu phố 9 cùng thị trấn Võ Xu về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào ngày 15 tháng 6, do mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Nguyễn Quốc Bảo, 26 tuổi, ngụ khu phố 6 và nhóm của Hồ Văn Tư hẹn nhau đến khu vực cầu đỏ La Ngà thuộc địa phận xã Mê Pu, huyện Đức Linh để giải quyết. Khi đến một tiệm cầm đồ, nhóm của Tư phát hiện có 3-4 thanh niên nhóm đối thủ nên đã dừng xe, dùng hung khí xông vào tấn công. Đặc biệt, Hồ Văn Tư đã dùng súng bắn thẳng vào tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Vietnamnet ghi nhận trong cuộc phỏng vấn với Sky News nhận định về nguyên nhân khiến tàu lặn Titan ngắm sát Titanic đang mất tích ở Đại Tây Dương. Ông David Gallo, cố vấn cấp cao về các sáng kiến chiến lược tại công ty RMS Titanic Inc. cho biết vụ nổ có thể không xảy ra dưới đáy đại dương. Khoảng 1 giờ 45 phút sau khi được thả xuống nước, người ta đã không thể liên lạc với tàu lặn. Trong khi, theo chuyên gia này, phải mất 2 giờ để tàu lặn Titan xuống đáy đại dương. Chuyên gia này cho rằng kịch bản về một vụ nổ có thể rất khủng khiếp. Nếu kịch bản này xảy ra, thì tàu lặn sẽ ở gần nơi gửi tín hiệu lần cuối. Ông cho biết thêm, một số mảnh vỡ có thể nổi lên mặt nước, một số có thể chìm xuống đáy. VTC News đưa tin, theo đài RT, mới đây Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với học viên của các học viện quân sự Nga tại Điện Kremlin rằng Ukraine đã dừng các chiến dịch tấn công lớn sau khi nhận ra lực lượng của mình không thể giành chiến thắng. Tổng thống Putin nói, tính đến sáng sớm ngày 21 tháng 6, Nga đã tiêu diệt được 245 xe tăng và khoảng 678 thiết giáp các loại. Thương vong của Ukraine là rất lớn. Ông Putin giải thích rằng lực lượng Ukraine hiện đang trong quá trình xây dựng lại các lữ đoàn. Nhưng Kiev lo ngại rằng với mức độ thương vong như hiện tại thì không chỉ lực lượng dự kiến chiến lược mà cả quân đội Ukraine sẽ mất khả năng chiến đấu. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một vụ nổ lớn đã thổi bay mặt tiền của nhiều tòa nhà ở thủ đô Paris, Pháp hôm qua 21 tháng 6, gây thiệt hại nghiêm trọng. Giới chức địa phương cho biết vụ nổ xảy ra do rò rỉ khí ga.
vụ nổ xé toạc một con phố ở quận 5 của Paris, để lại con đường rải đầy gạch vụn. Mặt tiền của Học viện Mỹ tại Paris, một ngôi trường thiết kế thời trang hàng đầu, bị sập và bốc cháy. Hai tòa nhà bên cạnh học viện cũng bị ảnh hưởng. Đài truyền hình BFM TV của Pháp đưa tin ít nhất 4 người bị thương nặng và 20 người khác bị thương nhẹ. Đài lưu ý rằng những con số này dựa trên đánh giá tạm thời về tình hình. Ngọn lửa được khống chế sau vài giờ và lính cứu hỏa đã tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.